Kính thưa quý vị, các tay súng tấn công khu nghỉ dưỡng, bắt cóc cảnh sát. Một khu nghỉ dưỡng lặn biển ngoài khơi đảo Borneo của Malaysia đã bị các tay súng tấn công, làm một cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị bắt cóc. Trực thăng cảnh sát tuần tra tại khu nghỉ dưỡng trên đảo Mabu sau khi xảy ra vụ tấn công. Vụ nổ súng xảy ra vào tối ngày 12 tháng 7 tại đảo Mabu thuộc bang Sabah. Abdul Rahid Sharon, người đứng khu vực an ninh phía đông bang Sabah cho biết, một chốt cảnh sát bảo đảm an ninh cho một khu nghỉ dưỡng trên đảo Mabu đã bị ít nhất 6-8 tay súng bịt mặt phục kích. Ông Abdul nói, nhóm nam giới được vũ trang hạng nặng đã nổ súng và sát hại một cảnh sát 32 tuổi và bắt cóc một cảnh sát khác. Chúng đã trốn thoát trên một chiếc thuyền. Ông Abdul cho biết thêm, một chiến dịch an ninh đã được mở để truy tìm những kẻ tội phạm, được tin là đến từ một quốc gia láng giềng. Một quan chức an ninh giấu tên nói rằng, các tay súng được cho là đến từ quần đảo Sulu thuộc Phi Luật Tân. Vụ tấn công hôm qua vào đảo Mabu là việc mới nhất trong hàng loạt các vụ bạo lực xảy ra tại bang Sabah, nơi có một số địa điểm lặn nổi tiếng nhất trên thế giới. Các hãng điều hành du lịch cho biết, bạo lực đã ảnh hưởng đến các chuyến thăm của du khách đến khu vực. Du lịch là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với Malaysia và tại bang Sabah, du lịch là ngành kinh tế chủ chốt. Bang Sabah đón khoảng 3,5 triệu du khách đến mỗi năm, trong đó có các du khách từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Anh và nhiều nước châu Âu khác. Vụ bắt cóc một cảnh sát hôm qua và vụ bắt cóc thứ tư tại Sabah kể từ tháng 4 khiến giới chức Malaysia phải tăng cường các biện pháp an ninh trong khu vực. Nhóm phiến quân Abu Sayyaf tại Phi Luật Tân vốn có liên hệ với Al-Qaeda đã bị quy trách nhiệm về vụ bắt cóc 21 người, trong đó có vài du khách nước ngoài tại một khu nghỉ dưỡng lặn biển ở bang Sabah hồi năm 2000.